xin mến chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Chào mừng các bác đã đến với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Thưa các bác, thì hôm nay là ngày 12 tháng 10. Thì hôm 9 ấy, thì có lang thang trên mạng thì em đã mua và chốt được một cái cây lan kiếm. Lan kiếm của Đài Loan ấy, Taiwan ấy. Có một cái mặt bông rất là đẹp, như là em sẽ để cái hình hoa ở bên cạnh đây của anh Cua Đồng Lê Tấn Triệu. Thế thì hôm nay thì em vừa nhận được cái bưu phẩm của mình của anh Lê Tấn Triệu đấy. Là và một quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì em xin tiến hành là mở nó ra. Tiến hành mở nó ra để kiểm tra cái hiện trạng của cây. Thưa với các bác, thì cái cây kiếm Tây Quan này thì nó có mấy loại rất là đẹp. Thứ nhất là Đại Long Đào, nó cũng là cây kiếm Tây Quan nhưng mà có một cái mặt bông là đẹp nhất. Sau đó là đến cái dòng kiếm này đây, nhưng mà nghe nói là cái kiếm này thì nó không phù hợp với cái thời tiết lạnh của miền Bắc lắm, nhưng mà thôi em cũng cứ mua thử về để trồng xem nó thế nào. Này, xin thưa với các bác này, các bác đợi em tí này. Đóng cẩn thận thì mở ra nó sẽ hơi to. Dạ vâng, đây xin thưa với các bác nè, em sẽ mở hộp và sẽ lấy cái cây này ra. Vâng, xin chào với các bác đây. Đây là toàn toàn bộ cái hình trạng của cây. Vâng, cây được bọc giấy báo và cũng như là ở trong này thì cuốn những các cái lớp giấy rất là mềm, giấy vệ sinh rất là mềm để bảo vệ. Đây là vâng, xin thưa với các bác, đây là cây kiếm Taiwan Mazur. Cây kiếm này thì nó đã có một cái mắt đây rồi. Một cái mầm ở đây và bên này thì không biết là có mắt ngủ không, thì
em phải kiểm tra. Chúng ta kiểm tra những các cái mắt ngủ này thì phải hết sức cẩn thận, nếu không là nó sẽ bị gãy ngay. Vâng, có một cái mắt đây, một cái mầm đang nhú và một cái mầm này đã lên được khoảng 2 cm rồi. Vâng, và bây giờ em sẽ đi tiến hành đi trồng. Em sẽ tiến hành đi trồng và sẽ chia sẻ luôn cho các bác cái cách trồng. Vâng, sau khi mà nhận được những cái cây kiến như thế này thì trước khi trồng thế thì các bác có thể là xử lý nó bằng cái cách là ngâm vào cái nước khoảng 30 phút hoặc là 20 phút, cái nước dung dịch đấy. Cái nước dung dịch đấy thì chúng ta pha vào đó là khoảng 2cc B1 hoặc là cái Antonic đấy, khoảng nửa gói cái 5ml ấy, hoặc là cả gói cũng được, thì cho vào với một cái liều lượng nước là khoảng 3 đến 5 lít nước thì chúng ta ngâm ngập cái cây này đấy. Và nếu như mà cái tình trạng mà cây mà nó mà bị xước sát gốc này, hoặc là chúng ta cần phải vệ sinh hoặc cắt bớt những các cái rễ già thì chúng ta nên là để cho nó khô cái vết thương, hoặc là ta có thể là bôi cái keo liền sẹo đấy. Chúng ta có thể bôi cái keo liền sẹo đấy để vào cái những các cái vết cắt đấy, để cho vi khuẩn nó không xâm nhập vào cây, nó gây sần cây. Vâng, xin chia sẻ với các bác là như vậy. Còn em thì em với cái tình trạng cây này, và em thì em sẽ đi trồng luôn, và em sẽ phun những các cái thuốc kích thích, những các cái thuốc kích thích rễ cũng như là những các cái dưỡng chất và giữ ẩm, thì đảm bảo cây này cũng chỉ sau 20 ngày nữa thì rễ nó cũng ra rất là mạnh. Và bây giờ em sẽ tiến hành đi trồng. Vâng, thưa quý các bác, thì cái cách trồng của em thì nó cũng rất đơn giản, và cũng trồng đơn giản như là phi điệp mà em hướng dẫn với các bác hôm trước. Thì đây là cái giò, chúng ta có thể trồng vào là giò nhựa, trồng vào chậu gốm sứ, hoặc là trồng vào bất kỳ một cái gì là cũng được. Thế thì làm sao đấy là chúng ta là đảm bảo cho nó có cái độ thông thoáng tốt. Và hiện tại thì em cũng sẽ không bỏ những các cái phân gì vào đây đấy. Sau khi mà cây lan nó đã ra rễ và nó ổn định rồi thì lúc đó em sẽ nhặt bớt những các cái vỏ thông này ra, và em sẽ bổ sung phân dê cũng như những các cái phân tan chậm sau. Còn một cái cách nữa thì người ta trồng bằng vỏ, bằng cái sơ dừa đấy cũng rất là hiệu quả. Nhưng mà em thì em lại không thích cái cách trồng đó. Cái cách trồng đó thì nó bảo vệ được cái bộ rễ rất là tốt khi các bác nhổ ra. Khi mà bán hoặc là khi mà chuyển sang cái chậu khác thì nó rất là an toàn và đảm bảo cho cái bộ rễ. Nhưng mà cái lượng tưới nước và cái giữ gìn nó thì chúng ta phải đảm bảo được cái lượng tưới nước, nếu không là nó sẽ úng, nó sẽ thối ngay. Vâng, em chỉ có vậy thôi, em chỉ chia sẻ và hướng dẫn lên các bác như này thôi. Và bây giờ thì trồng thì chúng ta chỉ có đặt lên và buộc, rồi là chúng ta bảo vệ xung quanh này nó bằng những các cái lớp rêu như là em hướng dẫn các bác trồng phi điệp thôi. Vâng, thưa vậy em xin chia sẻ với các bác sau khi nhận được cái cây, và bây giờ em tiến hành đi trồng cái cây này. Và cũng giới thiệu luôn cho anh Lê Tân Triệu rồi, thì đã nhận được cái cây này rồi. Nhưng mà cái cây của anh bán cho tôi đây là có cái biểu hiện có sần rất là nhiều. Đấy, lá sần.
Vâng, thưa các bác, thì đây là cái hình ảnh mà cái cây mà em vừa trồng xong, thì em cũng xin quay và giới thiệu đến cho các bác. Đây, vâng, đây là lá trên thì chúng ta buộc vào những các cái dây móc của cái giỏ, dây móc này. Và ở dưới gốc này thì chúng ta định vị. Đây, chúng ta có thể là cắm cái cọc hoặc là chúng ta định vị cái gốc nó lại, mục đích là để cho khi chúng ta tưới nước này, gió này là nó lay, là nó không bị lay cái lá này và nó không bị lay cái gốc này. Khi mà cái rễ non nó mới ra mà nó bị lay và nó chạm vào, nó bị xớt xác hoặc là nó ấy, là nó sẽ đuôi cái rễ đấy đi đấy. Vâng, và đây xin thưa với các bác này, sau khi mà trồng một vỏ thông thì ở trên này thì em cũng đã cho một lớp rêu rồi, và hàng ngày thì bây giờ là chúng ta tiến hành là tưới cho nó một ngày hai lần, 2 cho đến 3 lần, và để nơi rơm mát. Và khi mà chăm sóc cái giai đoạn đầu này thì các bác phải thật sự lưu ý, nếu như nước mà nó đọng ở trong những các cái ngọn này, cái hốc này là nó rất dễ bị thối, vì cây thì đang yếu mà lại bị đọng nước ở đó thì nó rất dễ là thối nha. Xin thưa với các bác nha. Thôi, hôm nay em làm một cái video như vậy và chia sẻ đến cho các bác và cái cách trồng cũng như là chơi chăm sóc cái sưu tầm lan kiếm của em. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video sau.